Bà Nhân tiết lộ công việc chính hái ra tiền tại Nhật, tặng mẹ hai căn nhà gần 3 tỷ đồng. Có khả năng kiếm tiền thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Công việc chính của Nhân vẫn là buôn bán đất và cái ngành nghề khác nữa chứ không phải riêng về cái ngành YouTube không. Bà Nhân tiếp tục nhận được sự chú ý của cư dân mạng khi đăng tải video với nội dung mang tiền về cho mẹ, âm thầm thực hiện ước mơ gần 3 tỷ cho mẹ, hạnh phúc không nói nên lời. Theo Đức Nhân chia sẻ, cô nàng không có mức thu nhập ổn định từ YouTube và TikTok. Số tiền kiếm được từ các nền tảng này cũng dao động trong khoảng 100-200 triệu mỗi tháng, nên việc mang tiền về cho mẹ là điều bình thường. Trước đó trong buổi tiệc gia đình, Đức Nhân cũng đã trao cho mẹ một cuốn sổ hồng. Đức Nhân tâm sự, để con thực hiện tất cả những ước mơ cho mẹ. Chính khoảnh khắc này đã khiến nhiều người đồn đoán rằng người đẹp Khánh Hòa đã gom góp tiền để tặng mẹ một căn nhà sau nhiều năm lấy chồng xa xứ và làm YouTube. Đây là món quà thật lớn con cho mẹ. Đây là tên của mẹ. Vui không? Xúc động trước hành động của con gái, mẹ Đức Nhân cũng không quên trao cho cô một chiếc thơm trên trán đầy yêu thương. Giây phút đó khiến cho nhiều người cảm thấy dù Đức Nhân có lớn chừng nào cũng giống như một đứa trẻ trong mắt mẹ. Nhưng không chỉ dừng lại ở quyển sổ đỏ đất đó, nữ YouTuber còn chơi lớn khi tặng thêm cho mẹ. Cô nàng đã thẳng tay tậu hai căn nhà có tổng giá trị không dưới 3 tỷ đồng để hoàn thành ước mơ của cả gia đình. Đây cũng là nguyện vọng trước khi sang Nhật của bà Nhân, nên nàng dâu Nhật Bản rất hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ tuổi 27. Đức Nhân cho biết hai căn nhà tặng mẹ là món quà rất quan trọng. Mẹ cô nàng sẽ làm phòng trọ để kinh doanh. Điều đó vừa giúp gia đình ở quê có thêm thu nhập, vừa giúp mẹ không phải làm công việc nặng nhọc ngoài trời. Ngoài ra cô nàng còn chia sẻ về cách kiếm tiền và kiểm soát chi tiêu của bản thân tại Nhật. Đối với mọi người mà nói thì mạng xã hội từ lâu đã là mảnh đất màu mỡ để các vlogger kiếm tiền. Thu nhập của những kênh sở hữu loạt video triệu view có thể lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Bà Nhân cũng sử dụng các nền tảng giải trí để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên YouTuber này chia sẻ đó không phải là công việc chính giúp cô nàng trang trải cuộc sống. Trong vlog mang tiền tỷ về cho mẹ, bà Nhân còn chia sẻ thông tin khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Hiện tại công việc chính của Nhân là buôn bán đất và làm nhiều nghề khác nữa chứ không phải chỉ qua YouTube. Như vậy thì mới có nguồn vốn để tặng mẹ. Đức Nhân tâm sự. Bên cạnh đó, cô nàng còn chia sẻ bản thân đã bắt đầu công việc này từ năm 18 tuổi và nó cũng đem đến nguồn thu nhập kha khá trước khi làm YouTuber. Khán giả thường nhầm tưởng bà Nhân là người phụ nữ của gia đình, chỉ nội trợ và kiếm tiền nhờ các kênh đăng tải video triệu view. Hình ảnh của nàng dâu Nhật Bản cũng thường gắn liền với việc làm mất ban và chăm sóc chồng, nên những hiểu lầm về công việc của bà Nhân là điều dễ hiểu. Được biết, nữ YouTuber là người dành rất nhiều tình cảm cho mẹ bất chấp khoảng cách địa lý. Vào dịp sinh nhật của mẹ, cô nàng đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với rất nhiều món ăn sang chảnh và bánh kem sinh nhật. Đức Nhân chia sẻ đó là điều mẹ cô chưa từng mơ đến. Đặc biệt hơn, để bữa tiệc trở nên vui vẻ, cô đã giấu tiền và sổ đỏ vào trong bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho mẹ. Bà Nhân tên thật là Đức Nhân. Từ khi còn nhỏ, cô nàng đã phải trải qua hoàn cảnh khó khăn. Bố mất từ khi 6 tuổi, mẹ bị bệnh tật liên miên. Cuộc đời cô bước sang trang mới khi gặp chồng Nhật và bén duyên với nghề YouTuber. Đến nay, kênh YouTube Vợ chồng nhà Nhân đã hơn 500.000 người đăng ký và loạt video triệu view. Còn bà cảm thấy sao về điều này? Hãy để lại một bình luận cho Giang biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!